luôn nhưng mà tới nay thì ta tìa bom tuôn không ạ? Ừ. Hai đứa ta hai nặng hai môn chưa à? Anh chào bố. À, thôi, anh rửa sâu đấy. Thế sâu bộ vậy ạ? À, bố bộ hai đời thế ạ? Bố y hoi, bố hai lũng thăm. Ờ, à, vâng anh rửa sâu rồi nhé. Y hoi rửa sâu. Y hoi, anh như trường tương nghỉ. Vân Anh là hàng em chân rồi. À. Bố ơi, tặng Vân Anh mình hoa liễu tre hả? Ừ. Tặng các cô mình hoa liễu tre. Ờ. Tặng bây giờ mình hoa liễu. Mà cả mai hai cô bắt dầu vườn cũng phải. Ừ. Mày cứ nghỉ với cháu ạ. À. Ừ, tặng Vân Anh cái cô mình. Ừ, tao tao vẫn anh để cô mình khoai đấy. Nó ám kìa. Với cho mình ăn mừng cứ quấy làm gì á. Ừ. Nó vẫn anh gặp cho mình gì đó. Cô cô mình có mưa đã. Cô vẫn anh nào á, vẫn anh những cây tư mình khoai liền, vẫn anh mình khoai liền một cái. Ừ, nào tặng cho anh các cô đi nhé. À. Ô, lào thấy nhiều hoa liễu à? Yêu hoa liễu ấy, những thải nó vừa thật cành và thật xấu hơn thải nó. Có đưa đến rồi. Như mình cá bên vua Vân Anh vua hoa liễu cho nhung công. Lào hết trước mình hoa liễu ăn mà cả. Toàn
đồ mà chỉ hưởng toàn tán cạn hàng. Cô thèm đi. Ờ anh cái đấy à? Cô Minh như cái mày phong luống toán dưa hấu bữa tệ à? Ờ. Thì có những cháu ô Vân Anh à, hén giống phến á. Nè Vân Anh bổng nát này. Cô Minh cha mày đường gà vô mày dùng đi. Cô Minh cho Vân Anh lúc ngoài này, hôm ngoài chúng thấy là hàng ai ngoài chỗ này đấy. Ừ. Đấy, nó có hàng đó, anh ngoài. Sao tay nhỉ?
Anh này có Minh chào bà à, có Minh nghe chưa nào hả? Có Minh nghe chưa dâm mảnh, thôi có Minh kiểu quên dâm hết hết tôi chú Hùng cũng bệnh lưu, có Minh tài mạng chăm sóc chú Hùng, lưu quên kiểu bà cụ với dâm, chú Hùng ấy cũng bệnh hia kiểu chấm tệ đeo tham hời. Ít cô Minh kiểu Vân Anh và kiểu chú Hùng mấy nay tàu công như thính kiểu tàu nhàn mình mua nhàn thính chú Hùng trao tệ trao nhàn trao như đã như hạt sản cô Minh thì mình đón nguyên tay kiểu lên dòi dâm
ngoài Lào hả? Mình chia thọ nhắm quang quên có cho chú Hùng đỡ tế về cô Minh mình đón quên tài thì mình do dân cứ Vân Anh dân quên lại cô Minh như con quên lại về cô Minh như con nuôi ha có thọ cô Minh dâm hoa lưu quên mình như vua quên là vậy nhìn nhiều đồng Vân Anh này hô nhưng mà nên tụ khác trường đi tụ phải năm sáu cùng Vân Anh như trường hăng khi tế Vân Anh kiểu cô Minh mình đón tên tại nay kiểu Vân Anh dẻo à tại nay kiểu Vân Anh này bạc dẻo nó hà hoi Vân Anh tôi nghỉ đấy căn kiểu cô Minh mình thăm ở Cà Uyên à đi đón người tài đấy thôi cô Minh bàn kiểu chú Hùng ạ tranh thủ dấu vườn tu lưu hết tế cô Minh mình lo kiếm nhàn với tế trao tu hoa nồng treo như tệ lưu ấy xì mà tóm keng lưu xì mà tóm dùng dòi dâm đó Thế hải chán Vân Anh cứ nghỉ bé Vân Anh kiểu cô Minh kiểu bố kiếm nhàn trao hoa nằm treo à Chú Hùng hiện em phút bệnh ạ, hiện em phút hoi phút tai nạn cho em hôn hãng nha tạm thì cháu giúp công Vân Anh cố gắng kiểu cô Minh thì cũng về cháu giúp công á anh được rồi tranh thủ giờ lúc cái thằng thì đi ruộng gọi Ủa, dìa tài tôi nhiều đây Ủa, cái lũ nhiễm nhập nhau Ôi, dìa hai đứa mà, cái bình tôi nhiều đây Ôi, hóa tài cô ấy, để em mua mà Cái tài tôi này nhỉ Ô, một tổ tức xa mấy hộ à Này, định cho hết choáng nhùng Ôi, con tới nay choáng dưa hấu vua, dưa chuột với tới đi Chứ tới nay choáng lai Ồ, hồi dìa sẽ có định cho toán nò tờ Múc tại tôi lào á, như phút bánh lùn thì hắn tại tôi tôi là Ừ có con của nay luôn toán tháng cáo á Ừ, bữa nay bà tham hả lâu Ừ Bà tôi ạ Hay dưa dưỡng cho à Đi lông mua cho cuốn một cái tài toán Ừ Các nhìn một cái Ừ Nên anh kêu bố như này tôi ạ Ừ anh vừa từ tôi xa mới hộ ạ
lũng bộ phá xa lưu càng lề bên anh cầm kim tập cho ạ. Ừ, nó bộ phá xa lưu đáng đấy à? Bên anh ấy ra cô cháu nhỉ? Ta dành những để tao nghỉ tao làm đấy à? Ủa, bố nhớ bên mâm thấu nào á? Ủa, bạn hỏi bố nhờ tao chú cháu á. Bạn bị to tài, bố hả? Bố bảnh bố hả mưu nè. Thấu nó đấy bạn. Tao chú lóc của bố nhỉ? Em mà cảnh cái cửa sổ nó khách tàu tôi ha. Ờ. Để tàu tôi về mà tàu thêm ạ. Vân Anh gọi Vân Anh nghe, Vân Anh đọng. Ồ, cái cuối tôi đọc Vân Anh. À, cái mày cảnh như thế, tôi mày cảnh mặt cửa sổ đó đấy. Ờ. Thầy muốn bố gặp Vân Anh xuất tre thôi. Vân Anh ấy, bố có buổi chợ bà và Vân Anh à? Ờ. Cô Minh ấy, cô Minh kiểu buổi chẳng nãy. Nếu thấy cô Minh em thì chứ, cô Minh tao cũng hóa vừa hiểu quên vừa tài kiểu buổi luôn gọi chẳng nãy đó. Ờ. Nào về, thấy Vân Anh kiểu cô Minh kiểu quên cho hoa giao hồ à? Ờ. Nay giao phải thì đấy. Bố tan đến mai gọi đấy. Ừ. Bố lục con mình biết ai chẳng muốn và chẳng cười. Nghĩ mẹ bố ấm kẹt ổn định. Cho hóa cảm ổn định như bố vẫn đọc. Cho nó cười đấy. Hắn nói bên vận thành kiểu bố vừa kiểu nàn chủ lòng cười. Ừ. Vân Anh cũng chủ lắm. Vân Anh cứ cố gắng tổ sâu giỏi với toán hết cả. Ừ. Như là Lào hết cả. Chúc nghỉ với ta phải thêm bố với thêm cung minh và tổ thêm cung toán hết cả. Hăng bố cứ trong nay trời nghỉ ngơi à. Vân Anh chỉ biết kiếm lập biết à. Ừ. Lùng xiếc để đi cùng mình vừa và lại vừa lùng vào giờ cùng á để kiếm thứ nàng xiếc đó. Thôi, cố gắng mình tô thành hàng chua và lại vừa mình vừa đã.
hùng đấy. Chú hùng phải sang nhìn thôi nè. Nó văn anh kiểu của Minh toán đấy.
cứ hùng hạch cho hắn nhỉ, hùng cho hắn nhá. Làm hóa bất muốn chú hùng hí này nhỉ hắn. Lại vẫn anh mình lo cái lai à, cô mình cặp cháu tặng để cấm tu cho hoi đại cháu. Anh có inom pun pun cho anh.
Vân Anh ơi, Minh ơi, cái tu. Ờ, cái này tu bây giờ theo chuẩn bị á, cho hàng tu đi nhỉ. Này, phần anh ơi, chị trộn như kiểu phân ra lo đã toán à. Ừ. Chị làm hết lắm. Ừ. Vậy anh phải chát thì chú vùng sâu hoàng nhà đó à? Anh cũng mình làm sao cả hát á, cũng như còn con Minh ơi, vậy anh xả đẳng á à? Ừ, thật sao thì chú vùng sâu dài như thế cả à? Ừ. Anh làm cái cháu nhà bố mình dâu lại đi tặng nhà hàng nữa. Vâng, anh hắn kể cái tư lại tặng của mình xin kết. Ừ, mà cứ mình làm cái cháu anh ạ. Dây giỏi ổn. Các anh ra tôi ngủ dây. Thôi nãy mình anh nghe cô phát vui.
Mùa giật cái kiếm này. Mùa cứ mệt tuôi mà. Mệt cái kiếm thật quá. Khoảng hết rồi. Tuổi. Đi mẹ anh ở con này nhé. Cái này. Rồi bạn kêu cô Minh kết á à? Bố hai chết gửi tay. Cô Minh nghỉ mà. Tàng nhà bà hàng yêu Vân Anh kiểu cô Minh kiểu hoa làm cha buổi à tàng bé bố buổi nay thấy dây kia buổi nay mày hắn giống buổi tối nay rồi ta không rồi chuẩn hoa buổi là đó cái buổi tối nhỏ kia đuổi đến chàng trao tàng một cứ hoa được hoa buổi anh chưa gặp buổi nay bố buổi nay rồi giờ hỏi Vân Anh tụ sâu siêu Vân Anh biết cảnh tụ không tài giờ hỏi Vân Anh tụ sâu bà Vân Anh tài mà Vân Anh nhìn tụ sâu nhìn đạp xe đạp thì đúng đấy nó cứ nhả này giờ hỏi đạp tò đi hút mua tới đi kêu để đặt cái máy giúp mà giờ hỏi mình sẽ vào đất gì nó Vân Anh đất nhả lắm Vân Anh mày vô cái cô đi nhà hàng à Ừ, nó gần đúng hả? Một cặp của nó á? Ừ, đi cặp của nó. Hoa của nó. Ừ, dạ. Nó rất nó bóng à, rất nó bóng rồi. Này, bán gì vậy? Cảm ơn anh ơi dạ. Cảm ơn anh dạ.